Châu chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay tình cờ và bất chợt Minh Châu thấy một đàn quạ nó bay lượn biểu diễn ở trên không như thế này nè. Minh Châu dội vàng để ghi lại cái video, clip video này cho các bạn xem vui nhé. Chừng luôn các bạn, lần đầu tiên Minh Châu mới thấy nó bay lượn như thế này nè. Bên đây đó thì quả cũng nhiều lắm nhưng mà chưa bao giờ thấy nó bay lượn biểu diễn như hôm nay hết á. Bây giờ là 13 giờ, trời nắng chói chang luôn. Hôm nay nắng đẹp lắm nhưng mà gió nhiều nên cũng lạnh lắm cả nhà. Hôm trước có mấy bạn hỏi Minh Châu tại sao mà mấy cái vườn cây họ che chắn là hết đó, bao bọc là hết đó. Đó, các bạn thấy hôm quả như thế này nè. Nếu mà không che đó thì là mấy vườn cây mà chín, trái chín đó, nó xuống nó ăn, nó làm hư hại cái vườn của mấy nhà vườn hết. Thành ra vườn cây nào họ cũng che lại hết đó cả nhà. Hôm nay Minh Châu thấy bay lượn nhiều quá nên quay cái clip video này để các bạn xem vui ha. Và Minh Châu cũng chúc cho cả nhà có một ngày an lành, hạnh phúc và nhiều niềm mơ ước thành đạt của mình. Minh Châu cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip video của Minh Châu. Và nếu thấy hay thì các bạn cho Minh Châu một like, share và
bà subscribe nhé. Minh Châu cảm ơn cả nhà nhiều. Minh Châu xin tạm dừng clip đây đây nha cả nhà. Nó bay lượn đâu mất hết rồi.